Hello, chào mừng anh em đến clip tiếp theo của mình. Mai đi lính rồi thì hôm nay là phải đi cạo bắt đầu anh em. Đi cầm quay. Bây giờ sẽ đi ra quán cắt tóc. Đi rồi. Ok, đến rồi, giờ đi vào cạo đầu thôi. Xem một tí thôi nhá. Bỏ khẩu trang ra cho mẹ xem mặt bướng không? Điên. Đó, phải cắt như này, ai cắt như nào, cắt mà thấy sửa hết. Ok anh em ạ, thì vừa đi cắt tóc về. Nói chung là cắt xong thì nhìn rất là đẹp trai. Đẹp trai là phần dưới thôi nếu anh em không nhìn phần trên nhé. Ok anh em. Đấy, rất là đẹp trai mà đúng không? Rất là đẹp trai mà đúng không? Tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em 2 năm sau nhé. Bye bye. Buổi đêm từng trở về với em. 2 năm thời gian có lẽ không quá dài. Khi anh đi rồi em đừng bận tâm. Hãy sống thật tốt, hãy luôn vui cười. Anh không ngờ bên đó được cho em. Giờ nơi trời xa.